Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đau chân, vẫn là đau chân. Thì mình ở nhà mình đã làm một cái món ăn rất là độc đáo mà chắc chỉ có mình mới có. Mà là mình là một người đàn bà nội trợ giỏi nhất thế giới. Thì cái món ăn này nó độc đáo lắm, ngon lắm. Nhưng mà chắc chỉ có mình ăn được thôi. Các bạn cấm copy nhé, copy là bị khởi kiện đấy. Ok, đấy là mình đùa thôi. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi mình làm nhé. Thì cái đầu tiên ấy là mình đã chuẩn bị một ít bột bột mì, và mình cho một xíu muối vào để cho nó đậm đà một xíu thôi. Đấy, một xíu muối nhé các bạn nhé. Và mình cho một ít hạt chia vào nhé các bạn nhé. Hạt chia này ăn nó cũng tốt. Rồi, và mình tiếp tục cho 3 thìa đường. Đóng vào cái đã nhớ chưa, chạm tay vào nó đổ thì nguy hiểm. Cái hạt chia này thì ăn cũng, hạt chia này ăn cũng tốt lắm các bạn ạ, mà làm này ăn nó cũng lẩm tẩm, giống như là không biết các bạn nào còn nhỏ mà các bạn ăn cái trứng con cà cuống ấy, nó cẩm lẩm cẩm như thế đấy các bạn. Rất là đá không nhỡ nó đổ. Rồi, và bây giờ tiếp tục mình cho 2 quả trứng nhé các bạn nhé. Các bạn cố gắng xem ủng hộ nhé. Trình độ mình bây giờ già có hạn, hơn nữa là chân nó đau lắm, không đi quay được, thì cố gắng xem ủng hộ nhé. Rồi là ăn nhé, ăn không ngon cũng phải khen ngon nhé. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đánh lên. Không biết là trứng nó có đủ độ ướt không hay là phải cho thêm nước. Phải cho thêm nước các bạn ạ. Khô. Một người nội trợ giỏi nhất thế giới đấy các bạn, nhưng mà mình kinh nghiệm cho thấy rồi, nhưng ai mà nấu nướng vụng thì không bao giờ có hạnh phúc, đúng không các bạn? Món ăn này rất độc đáo nhé, nhưng mà có lẽ chỉ có mình ăn được thôi, các bạn không ăn được đâu. Cấm copy nhá. Các bạn có biết không, mình chắc là cũng có lẽ là già, mà có thể là cũng do là mình cái đầu óc là không giỏi sáng tạo, lời nói ăn nói thì nó cũng không được lưu loát, rồi nó cũng không có khiếu, như người ta nói là không có khiếu ăn nói đấy. Thì bây giờ mình lại không chịu nhận, mình cứ vin vào là tuổi già. Cái này hình như nó bị đóng hòn các bạn ơi. Bây giờ phải có máy đảo đấy, mà rồi giờ dở máy ra ngại lắm. Sắp xong rồi. Đây các bạn nhìn này. Trứng, hạt đường và hạt chia. Người ta làm bánh người ta có khuôn hoặc là người ta cho vào lò, nhưng mà mình độc đáo một mình một kiểu các bạn ạ. Mình cho vào mình rán.
Mong các bạn ủng hộ mình nhé, ủng hộ nhiệt tình nhé. Rồi, mình có cái loại dầu này nó là đắt tiền, nó chỉ dành riêng cho rán. Rán đến 200 độ C được các bạn ạ. Chứ nhiều khi mình không hiểu biết gì ăn những cái dầu mà không được phép rán nhiệt độ cao ấy mà mình dùng cũng không tốt đâu nhé. Rồi, bật bếp lên. Bạn ơi, chân mình đau lắm các bạn ạ. Mình phải đi mổ cái bệnh đĩa đệm thì các bạn biết rồi đấy, không mổ không được, nhiều người mổ lắm, mới đầu mình cũng sợ lắm nhưng mà thôi bắt buộc các bạn ạ, không đi mổ không được. Nhưng mà mình chưa đi mổ, mình cũng từ từ đã, bởi vì ở trong bệnh viện ấy cái mạng của nó yếu lắm các bạn ạ, mạng chát lắm. Rồi mình sẽ đổ vào, mình rán món ăn độc đáo. Cộng đồng ấy, động viên ủng hộ mình rất là nhiều, và cũng cái thương cảnh mình già không biết làm đau chân, rồi mình không biết trang trí thumbnail hình nền, rồi không biết cắt ghép như thế nào cả, mình biết ấy. Nhưng mà cái trình độ của mình chỉ được thế thôi các bạn ơi, không 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 có ai ở gần để mà nhờ, nhưng mình cũng biết là làm như thế là nó không hấp dẫn. Ví dụ người ta nhìn vào một cái video của mình ấy là nó không hấp dẫn, nhưng mà làm nào được các bạn, mình không biết làm thì nếu mà nói không biết làm đúng như các bạn mà không biết làm sao mà làm được, làm nhưng mà lại thích làm cho nó vui, hơn nữa là mình làm để mà còn được gặp gỡ giao lưu các bạn trên cộng đồng YouTube trên toàn cầu, thì nhiều khi nó cũng chia sẻ cái niềm vui nỗi buồn. Nhiều nhiều bạn là rất là tình cảm, động viên an ủi mà tình cảm gần gũi, mặc dù là mình không gặp nhau ngoài đời nhưng mà gặp nhau ở trên trên màn hình, rồi trên 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 YouTube ấy, là mình cảm thấy là rất là gần gũi và ấm cúng, và cứ cứ thấy nó gần gũi mà như là có người che chở ấy. Rồi rất là nhiều những cái lứa tuổi của mình thì không ai có, nhưng mà hầu như là không có, nhưng mà cái cho nên là các cháu rất là thông cảm. Các cháu có bảo là cô già cô không biết làm nên là thông cảm, ủng hộ cô. Thì có lẽ là nhiều cái video mà mình làm ra là cũng không xứng đáng như những cái lời khen của các cháu các bạn đâu, nhưng mà các cháu các bạn có lẽ là xem khen để động viên thôi. Đấy thì bây giờ là đợi để cho nó sôi các bạn nhé. Mình cho to lửa thì lại sợ nó cháy. Mình cho to tí này, xong tí đã giảm. Lúc là mình quên mất.
làm cái này nhiều lúc là mình các cháu cứ bảo là cô làm về nấu ăn đi thì mình sống của mình thì là ăn uống đơn giản lắm, lười. Hơn nữa là mình, như mình đã nói, một người đàn bà là nấu ăn giỏi nhất thế giới, nên là không muốn vẩy vẽ. Nhưng mà đây là chẳng qua là mình bị đau chân nên là không đi quay được, thì là bí quá nên là phải làm thế này thôi. Thì các bạn cố gắng xem và ủng hộ nhé. Quên đấy, đấy. Mặc cái quần ngủ bên dưới mà lại đi thay đi cuối cùng quên đi mất. Mình ở nhà mà, mình ở nhà cho nên là ăn mặc nó cũng không giống ai. Ở nhà buồn lắm mà không có các bạn, các em bên cạnh động viên, an ủi rồi thì có mà buồn chết nhỉ, buồn lắm. Độc đáo chưa? Các bạn đã thấy độc đáo chưa? Món ăn của mình độc đáo chưa? Độc đáo không ai có nhá. Chín chưa không biết á? Có lẽ chín rồi. Tắt bếp. Và bây giờ mình cho ra đĩa nhé các bạn nhé. Cho ra đĩa rồi ăn với mình nhé. Ăn để xem là phát biểu cảm tưởng như là cái món ăn độc đáo nhất Việt Nam nó như thế nào nhé. Món ăn mà không ai có chỉ còn mình có nhé. Trời ơi trông đấy, nó như một cái bánh đa này cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ. Nghi như chưa chín hay sao nhỉ? Chín rồi. Ok, bây giờ ra bàn nhé. Ra bàn ngồi ăn nhé. Ăn thì các bạn phát biểu cảm tưởng xem là có ngon hay không. Rồi các bạn ơi, mình sẽ ăn thử nhá. Mời các bạn ăn nhá. Ăn là ăn bốc, khiến năm ngón ăn bốc giống cái thằng Rooney ba cái tăng. Ok, mời các bạn ăn nhá. Ăn rất hay các bạn ạ, ngon lắm. Ăn vào cái hạt chia nó cứ sập sật giống như là mình ăn trứng cá, hoặc là này trứng cá không sập sật, giống như em mình còn nhớ còn nhỏ đấy, mình ăn cái trứng con gà cuống ấy, sập sật như thế rất là hay mà ngon lắm. Nhưng mà cấm nhá, cấm được ai copy đâu, copy mình mà thấy là mình kiện đấy. Bản quyền đấy. Ngon lắm, nói đùa đấy, mình nói đùa đấy các bạn ơi. Cái món ăn độc đáo này ai thèm bắt chiếc nha. Các bạn xem ủng hộ mình nhé. Ủng hộ mình nhé, giúp đỡ mình nhé. Đau chân lắm, mình sắp tới mình sẽ phải đi mổ các bạn ơi. Ok nhá. Bye bye đi. Rất là ngon. Ngon lắm. Ăn cũng không... ăn cũng ok lắm. Ok nhá. Bye bye các bạn, ủng hộ mình nhé. Bye bye.